Chào các bạn, hôm nay dụng cụ nghề hoàng lâm mới về hai mẫu máy đánh trứng trộn bột để bàn các bạn. Đây là loại 6 lít, hiệu là Socani. Về với hai màu các bạn nha, màu đen và màu trắng. Thông thường thì máy đánh trứng để bàn thì có đi theo nó là ba cái phụ kiện ha. Đây mình cầm lên. Đây là cái lồng cầu các bạn. Một cây chân vịt này và một cây móc. Đây là hiệu Socani các bạn ha, mẫu mới của dụng cụ nghề hoàng lâm mới nhập về. Máy có tổng cộng là 6 tốc độ các bạn. Hiệu là SC206 các bạn ha. Đây là mẫu thùng của nó nha các bạn. Trên thùng thì cũng có phân biệt màu sắc luôn các bạn ha. Công suất là 1000W. Thì vỏ nhựa nha các bạn nha. Vỏ nhựa. Cái bao này thì bằng thép không rỉ. Cái bao này thì mình đây là trên đây có một cái nút lóc nè, xoay về hướng này nó sẽ khóa lại và xoay ngược lại thì nó sẽ mở ra. Mình có thể lấy cái bao ra ha. Đây, xoay thì khóa lại. Thì tiếp theo thì cái trên máy có một cái nút quét như thế này nha, bạn nhấn vô. Nhấn vô thì máy nó sẽ đè luôn. Các bạn nhấn vô và giữ nút thì nó sẽ bỏ cái máy lên. Đấy. Một lưu ý nữa là đây là trên cái trục này có chỗ để thay cái phụ kiện nha. Các bạn nhấn lên, đè cái này lên nè. Đè này lên, xoay nó về hướng này thì nó sẽ lấy được phụ kiện ra nha các bạn. Bạn thay thế phụ kiện khác vô thì vẫn làm ngược lại. Đó là trên đây có một cái trục và có một cái lõi thép lõi ra như thế này. Các bạn để cho sao cho khớp. Đây, trên đây nó cũng có một cái phần lỗ và dư ra một chút như này. Bạn giữ vô cái này mà đè lên, xoay ngược lại nó sẽ khóa ha. Giữ cái này lại. Để đóng cái nắp này lại thì các bạn vẫn phải giữ cái nút như thế này nha. Giữ cái nút này và đè máy xuống. Đè máy xuống. Đây. Giữ nút này nha các bạn và đè máy xuống. Trước khi bật máy thì các bạn nên kiểm tra cái bao này có được khóa hay chưa nha các bạn. Mình xoay về hướng theo chiều mũi tên như thế này, xoay ngược thì như thế này thì cái bao nó sẽ giữ chặt. Còn nếu muốn bạn mở ra thì hãy xoay ngược lại nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cắm điện và test thử cho các bạn xem máy hoạt động như thế nào nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cắm luôn cho các bạn xem máy hoạt động như thế nào nha. Thì ở đây mình đã cắm sẵn một nguồn điện là 220 nha các bạn ha. Đây. Mà cũng nhắc luôn là một phần trên cái nắp của máy thì nó có một cái phần nắp mở ra mở vô như thế này để các bạn xem thử nguyên liệu bên trong nó hoạt động như vậy ha. Đây, mở ra mở vô, thiết kế rất là đẹp. Máy có 6 tốc độ các bạn, giờ mình sẽ bật máy cho các bạn xem. 6 tốc độ các bạn được hiển thị trên cái nút điều khiển này. Đèn cơ bật lên thì màu đèn màu sắc nó sẽ ánh sáng. Lên các bạn ha, tăng tốc độ lên. Đây là tốc độ 6 các bạn. Máy hoạt động hoàn toàn rất là êm các bạn. Đây là mình đang để trên một cái mặt bàn ha. Máy chạy không có bị rung như các loại dòng máy khác nha các bạn. Rất là êm. Nếu các bạn yêu thích sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ số tổng đài là 0917 701001 các bạn.